Phương rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin chào đầu bếp Tuấn Anh. Chào Minh Phương. Tuấn Anh ơi, tự nhiên ngày hôm nay Phương thèm một món gì đó cuốn, hay là chúng ta thực hiện một món cuốn được không? Nhưng mà Minh Phương nè, Tuấn Anh vừa nhận được một yêu cầu của một vị khán giả rằng là chị ấy muốn Tuấn Anh hướng dẫn chị ấy làm một món hấp rồi. Thôi không sao đâu, bây giờ chúng ta cứ ưu tiên cho quý vị khán giả trước đi. Ừ, nhưng mà Minh Phương yên tâm, hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến Minh Phương và quý khán giả một món mà hấp nhưng mà có kết hợp phần món cuốn nữa, sẽ làm vui lòng Minh Phương và cả quý vị khán giả nữa đó. Xin mời Minh Phương cùng quý vị khán giả và với Tuấn Anh cùng món thăn heo cuốn cải hấp. Để thực hiện món ăn này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: lá cải xanh, cốt lết heo, nấm mèo, nấm hương, cà rốt, hành tím băm, trứng gà, giò sống, các gia vị thông thường và nước tương phú sĩ. Bây giờ Tuấn Anh sẽ sơ chế phần cốt lết heo trước. Cốt lết heo thì Tuấn Anh sẽ sắc lát mỏng khoảng 1cm. Bây giờ Tuấn Anh sẽ dần mỏng miếng thịt. Lấy màn bọc thực phẩm, chúng ta sẽ xếp lại thành nhiều lớp và để lên miếng thịt, để khi dần miếng thịt thì miếng thịt không bị bể. Cà rốt chúng ta sẽ cắt que 1cm. Với nấm mèo và nấm hương, Tuấn Anh đã ngâm nước cho nở mềm và bây giờ chúng ta sẽ sắc sợi nhỏ. Quý vị khán giả lưu ý, chúng ta sẽ ngâm nấm mèo với nước ấm trước khi chế biến, giúp nấm mèo mau nở và khử mùi của nấm. Tương tự chúng ta cũng sẽ thái sợi nhuyễn đúng không nào? Đúng rồi, chúng ta cũng sẽ thái sợi nhuyễn luôn. Với lá cải xanh thì Tuấn Anh sẽ cắt bỏ phần cọng bỏ riêng ra. Với phần cọng cải xanh này thì chúng ta sẽ sắc que giống như cà rốt. Bây giờ nhờ Phương giúp Tuấn Anh mở lửa nè. Dạ rồi. Khi chảo nóng, Tuấn Anh sẽ cho dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng, Tuấn Anh sẽ cho phần hành tím băm nhuyễn vào. Sẽ cho phần nấm mèo và nấm hương vào. Ta sẽ xào đều. Bây giờ phần nấm đã chín rồi nè, Tuấn Anh sẽ cho vào trong tô. Tuấn Anh sẽ cho đây nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê nước mắm. Trộn đều lên để cho phần nấm này thấm gia vị. Trong thời gian chờ nấm nguội, chúng ta sẽ trộn giò sống vào, thì chúng ta sẽ bắt chảo lên bếp và tráng trứng. Khi chảo nóng, Tuấn Anh sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Bây giờ chúng ta sẽ tráng trứng gà. Và bây giờ trứng đã chín rồi nè, Tuấn Anh sẽ tắt lửa và sau đó chúng ta sẽ bỏ trứng ra dĩa. Bây giờ phần nấm đã nguội rồi thì Tuấn Anh sẽ cho phần giò sống vào. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Tuấn Anh ơi, nếu như khi nãy mà Minh Phương không xào nấm trước mà trộn thẳng chung với giò sống thì có được không? Minh Phương và quý vị khán giả lưu ý, chúng ta sẽ xào nấm trước khi trộn chung với giò sống giúp nhân thơm hơn. Minh Phương ơi, đây là phần cải xanh và cà rốt đã trần sơ qua với nước sôi. Và trong nước sôi thì Tuấn Anh có cho một xíu muối vào. Để tiết kiệm thời gian thì Tuấn Anh sẽ bắt một sự nước lên bếp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuốn thăn heo. Chúng ta sẽ để miếng thăn heo lên trên thớt. Chúng ta sẽ phết phần nhân này lên trên. Cho đây một lớp trứng, cọng cải và một cọng cà rốt. Chúng ta sẽ cuốn chặt tay. Lớp ngoài cùng chúng ta sẽ để lá cải và chúng ta sẽ cuốn lại. Và tương tự chúng ta sẽ cuốn với những cuốn còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ đem phần cuốn này đem đi hấp. Và chúng ta sẽ hấp món ăn này trong vòng 10 phút. Bây giờ Tuấn Anh sẽ cắt phần cuốn này ra. Tuấn Anh sẽ cho vào đây một ít nước tương phú sĩ. Và món ăn chúng ta đã hoàn tất rồi quý vị ơi. Và Tuấn Anh đã chuẩn bị một phần để cho Phương hưởng thức nè. Ôi, cảm ơn Tuấn Anh. Và đương nhiên là không thể thiếu nước tương phú sĩ. Tuấn Anh ơi, món ăn này rất là thú vị. Quý vị khán giả biết không, vị đắng nhẹ rất là đặc trưng đến từ cải bè xanh. Và tiếp đến đó là phần nhân rất là vừa ăn và hài hòa. Vị ngọt tự nhiên đến từ thịt và nấm nè. Kế đến là một chút béo béo của trứng. Và cuối cùng giòn sần sật của cà rốt. Và khi mà kết hợp món ăn này cùng với nước tương phú sĩ, Minh Phương tin chắc rằng sẽ khiến cho món ăn trở nên đậm đà và thơm ngon hơn rất là nhiều. Tuấn Anh hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ yêu thích món ăn này. Và món ăn này sẽ làm cho Minh Phương cũng như quý khán giả hài lòng ạ. Kính chúc quý vị thành công với món ăn này. Còn bây giờ thì đầu bếp Tuấn Anh và Minh Phương xin nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị.